Hiện tại, hàng công của Real Madrid đã được làm mới trong mùa giải 2019-2020 với sự xuất hiện của hai hợp đồng bom tấn Luka Jovic và Eden Hazard. Những ưu tiên của họ vẫn là muốn có được một chút dàn quan trọng ở tuyến giữa. Thời gian vừa qua, thương vụ Paul Pogba không tiến triển đã khiến Real Madrid quay sang chuyên mục Christian Eriksen. Theo nhật báo Đan Mạch là Fans, Eriksen đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với Real Madrid và anh đang tìm nhà ở Madrid để chuẩn bị chuyển đến Tây Ban Nha thi đấu. Về phía Tottenham, Spurs buộc phải bán Eriksen ngay hè này để tránh nguy cơ mất trắng khi mà anh cũng tỏ ý định không muốn gia hạn hợp đồng với những chú gà trống Anh. Spurs cũng đã hét giá Eriksen là 150 triệu euro, trong khi Real Madrid vẫn đang đàm phán để thuyết phục đối tác giảm giá bán của cầu thủ 27 tuổi. Bruno Fernandes hiện đang chiếm khá nhiều diện tích trên các mặt báo nước ngoài. Mùa giải vừa qua trong báo Sporting Lisbon, tiền vệ 24 tuổi người Bồ Đào Nha đã ghi tới 32 bàn thắng và đóng góp 18 pha kiến tạo. Chính vì lẽ đó, Bruno Fernandes đang gây bão thị trường châu Âu và Manchester United được xem là cái tên tha thiết nhất trong việc chiêu mộ cầu thủ này. Truyền thông châu Âu nhận định, Man United đã có những buổi tiếp xúc với người đại diện cũng như câu lạc bộ của Bruno Fernandes, nhưng quá trình thương thảo vẫn chưa mang lại hiệu quả do Quỷ Đỏ không đồng tình với mức phí 70 triệu euro mà phía Sporting đưa ra. Hiện thương vụ này vẫn chưa có được sự đồng thuận giữa đôi bên và Man United vẫn đang kỳ kèo với mức phí chuyển nhượng của cầu thủ người Bồ Đào Nha. Tương lai của Gareth Bale hiện vẫn đang là dấu chấm hỏi. Cầu thủ 29 tuổi đã không còn nằm trong kế hoạch của Zidane trong mùa giải năm sau, nhưng dường như anh cũng không có ý định rời khỏi Bernabeu. Trước tình hình đó, Sport Mediaset cho biết Inter đã gặp công ty đại diện của Gareth Bale để xúc tiến thương vụ chuyển nhượng đưa tiền đạo người Wales về với sân Giuseppe Meazza, nhưng họ không muốn mua đứt mà chỉ mượn vì mức phí phá vỡ hợp đồng của cầu thủ này lại quá cao. Còn về phía Real Madrid, họ lại muốn bán đứt Gareth Bale ngay trong kỳ chuyển nhượng hè này. Nhưng nếu đến giây phút cuối cùng mà không có ai, rất có thể kênh Cành Trắng sẽ thực hiện nguyện vọng của đội bóng nữ xanh thành Milano. Nhà báo Sega Diallo mới đây đã có những tiết lộ mới nhất liên quan đến tương lai của Nicolas Pepe. Hiện tại cầu thủ 24 tuổi đang nổi như cồn trên thị trường chuyển nhượng hè và được rất nhiều đội bóng châu Âu săn đón. Khi mùa giải vừa qua trong ngoại hạng Lille, tài năng trẻ người bờ biển Nga đã thi đấu được 41 trận và ghi 23 bàn thắng cùng 12 kiến tạo. Cụ thể, Manchester United, Liverpool và Arsenal là những đội bóng tại Premier League từng được cho là đã liên hệ với Pepe. Trong khi đó ở Pháp, PSG cũng muốn thuyết phục cầu thủ 24 tuổi gia nhập công viên các hoàng tử. Ngoài ra, một số nguồn tin cho rằng cả Real Madrid lẫn Inter đều muốn sở hữu viên ngọc thô này. Trước tình hình đó, Lille cũng đã công bố mức phí là 60 triệu euro cho ai muốn sở hữu tiền vệ 24 tuổi và những câu lạc bộ nói trên đang rất cân nhắc về mức phí chuyển nhượng của thương vụ này. Sau ít ngày sang Singapore phẫu thuật, Đình Trọng cuối cùng cũng đã được cắt chỉ vết mổ. Bác sĩ đánh giá quá trình hồi phục của trung vệ Hà Nội đang tiến triển rất tốt. Theo kế hoạch, Đình Trọng sẽ trở về Việt Nam vào trưa ngày mai 30 tháng 6. Câu lạc bộ Hà Nội đã đặt vé hạng thương gia để quá trình di chuyển về nước của cầu thủ này trở nên thuận lợi hơn. Sau khi về nước, Đình Trọng sẽ tiếp tục được các bác sĩ của Hà Nội FC theo dõi tiến trình hồi phục vết mổ. Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã liên hệ với bác sĩ Choi và trung tâm PVF để Đình Trọng tập luyện hồi phục ở đây. Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, Đình Trọng có thể trở lại sân cỏ sau 6 đến 8 tháng nữa. Tuy nhiên, theo bác sĩ Tan Jie Lim, trung vệ này không được nóng vội mà hãy chờ chấn thương hồi phục hoàn toàn mới có thể quay trở lại sân cỏ. We can't deny.